cơ thể thì chết, đều có sự hoại diệt của cơ thể. Chỗ nào hoại diệt trước là chỗ đó lạnh trước, chỗ nào hoại diệt sau là chỗ đó lạnh sau. Sự hoại diệt đều do căn bệnh của cơ thể. Trong thư con ghi những lời giải thích của các nhà học giả đều là sai, không có căn cứ logic khoa học. Đó là tưởng giải của các giáo phái tà đạo. Đạo Phật xác định 6 nẻo luân hồi rất rõ ràng. 1. Cõi trời bằng một trạng thái tâm thập thiện, còn tưởng thức dục. 2. Cõi người bằng trạng thái tâm năm giới, còn ý thức dục. 3. Cõi Atula bằng trạng thái tâm sân, thuộc về ý thức dục và tưởng dục. 4. Cõi ngạ quỷ bằng trạng thái thân tâm đói khát, thuộc về ý thức dục và tưởng dục. 5. Cõi súc sanh bằng trạng thái thân tâm ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, bẩn thỉu, ăn uống đồ bất tịnh, hôi thối, rượu chè say sưa, quậy phá, vân vân, thuộc về ý thức dục và tưởng dục. 6. Cõi địa ngục bằng trạng thái thân tâm đau khổ, nhức nhối, phiền não, bất an, bất toại nguyện, vân vân, thuộc về ý thức dục và tưởng dục. Trong 6 trạng thái tâm này, khi còn đang sống cũng như lúc sắp lâm chung, đã xác định hướng đi rõ ràng của người này khi tiếp tục tái sinh. Đó là một điều xác định 6 nẻo luân hồi rất khoa học, thực tế và cụ thể của Đạo Phật, mà không có một tôn giáo nào xác định đúng được như vậy. Bởi vì Đạo Phật là một chân lý của loài người, nên nó là một sự thật, không hề có một chút sai lệch nào được. Chỉ vì các tôn giáo đều có thế giới siêu hình, họ cho có thế giới siêu hình nên hơi ấm ở chân là sanh vào cõi địa ngục, ở tim sanh làm người, ấm mắt sanh lên cõi trời, vân vân. Họ căn cứ vào kinh sách phát triển là một loại kinh sách tưởng giải của các nhà học giả thiền tử, tưởng giải ra cho hơi nóng xuất ra ở hai bàn chân là địa ngục, ở tim là người, ở mắt là trời, vân vân. Vì những điều này, họ không căn cứ và biết chắc được cõi trời, cõi địa ngục ở đâu, chỉ nói trong ảo tưởng mà thôi. Kính thưa các bạn, có bao giờ các bạn đi đến cõi trời và cõi địa ngục chưa? Dù cho các vị thầy tổ sơ khởi là những người viết ra kinh sách phát triển, cũng chưa biết cõi trời và cõi địa ngục ở đâu. Cô ba cháu gà và Lâm Tử Kỳ du địa ngục chỉ là một giấc mơ trong tưởng quẩn. Hình ảnh do nhà văn giàu tưởng tượng viết ra kinh Địa Tạng Kinh Thập Vương. Thường kinh sách này đưa chúng ta vào thế giới siêu hình mơ hồ, ảo tưởng. Chúng ta nên căn cứ vào việc làm thiện hay ác của con người mà xác định được nẻo luân hồi của họ ở kiếp sau, chứ không phải hơi ấm trên thân người. Dựa vào hơi ấm trên thân người đều sai.